Thưa quý vị, hiện có hơn 7.000 ngôn ngữ đang được sử dụng trên thế giới. Trong đó, tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất với khoảng hơn 1,3 tỷ người. Ngôn ngữ Anh được coi là ngôn ngữ chính thức của hơn 50 quốc gia trên thế giới. Chính vì vậy, thành thạo tiếng Anh chính là một bước đệm lớn để xây dựng một tương lai rộng mở trong nền kinh tế hội nhập như hiện nay. Một sinh viên giỏi tiếng Anh khi ra trường chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn trong lựa chọn cơ hội nghề nghiệp. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin giáo dục hướng nghiệp. Tại nhà xã hội Long Hải, huyện Long Điền, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với UNESCO Việt Nam tổ chức lễ bế giảng và trao chứng chỉ cho các lớp đào tạo nghề thuộc dự án thúc đẩy tiếp cận giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng chuyển đổi cho trẻ em và thanh niên ngoài nhà trường tại Việt Nam, với mục tiêu tăng cường tiếp cận bình đẳng kỹ năng nghề cho trẻ em, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn từ 15 đến 25 tuổi. Dự án được tài trợ bởi quỹ Bosco 1%, thu hút 200 học viên tham gia các lớp nghề tổ chức tại huyện Xuyên Mộc, huyện Long Điền và thành phố Vũng Tàu. Trong đó có 99 học viên theo lớp kỹ thuật chế biến món ăn, 71 học viên học kỹ thuật làm bánh cơ bản và 30 học viên tham gia lớp điện dân dụng. Những nghề này được xác định trên cơ sở nhu cầu, năng lực học tập của trẻ em và thanh niên ngoài nhà trường và thị trường lao động tại địa phương. Ngoài được đào tạo nghề ngắn hạn, các em tham gia dự án còn được trang bị kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng sáng tạo. Những kỹ năng này không chỉ giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống, mà còn sẵn sàng hơn cho thị trường lao động ngày càng cạnh tranh. Em biết chương trình này qua hè của năm nay, và em thấy khá là nhân văn cho những bạn mà đang gặp khó khăn. Vừa rồi em tham gia lớp bánh và qua được lớp này thì em nghĩ là công việc này sẽ giúp mình khởi nghiệp trong tương lai. Hiện nay thì em đã 15 tuổi rồi nhưng mà không có công việc ổn định. Lớp học này tạo cho em một cái cơ hội để em có công việc và để nuôi sống bản thân. Tại buổi lễ, trung tâm đã trao chứng chỉ đào tạo nghề cho 70 học viên, tặng học bổng cho những học viên có hoàn cảnh khó khăn và khen thưởng học viên có thành tích xuất sắc. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đại biểu đã cắt băng khánh thành phòng thực hành khởi nghiệp tại nhà xã hội Long Hải, được hỗ trợ trị giá khoảng 200 triệu đồng từ dự án nhằm tạo điều kiện cho trẻ em tại thị trấn Long Hải được tiếp cận nghề. Dự án thí điểm đã bước đầu mang lại những hiệu quả và ý nghĩa tích cực. Chúng tôi rất vui vì điều đó. Không dừng lại ở đây, chúng tôi mong muốn và có ý tưởng là xây dựng thành một mô hình điểm hiệu quả về hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để nhân rộng, chia sẻ đến các địa phương khác, thậm chí là lan tỏa đến các nước trong khu vực Đông Nam Á, với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Đến thời điểm hiện tại, các trường nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cơ bản hoàn tất công tác đón từng học sinh, sinh viên nhập học và bắt đầu vào chương trình của năm học mới. Năm học này, 11 cơ sở giáo dục nghề nghiệp có quy mô tuyển sinh khoảng 4.500 chỉ tiêu hệ trung cấp và khoảng 3.000 chỉ tiêu hệ cao đẳng. Ngoài ra, theo quy định thì các trường được phép tuyển sinh vượt quy mô không quá 10%. Với quy mô đào tạo như vậy, mạng lưới trường nghề Bà Rịa Vũng Tàu hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của người học. 47 ngành nghề đang được đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thì đều phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các trường cũng đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, phương thức đào tạo được tổ chức linh hoạt theo từng cấp trình độ. Điều này góp phần rất lớn trong việc thay đổi tư duy học nghề trong giới trẻ. Thưa quý vị, giữa hàng ngàn ngôn ngữ khác nhau, thế giới đã lựa chọn tiếng Anh như phương tiện để mọi người có thể giao tiếp. Không những thế, tiếng Anh còn được xem là chìa khóa của sự thành công. Thấy được sự cần thiết của việc học tiếng Anh, nhiều học sinh, sinh viên đã đầu tư cho môn học này và sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sau khi ra trường. Việc sử dụng 4 kỹ năng, nghe, nói, đọc, viết và công việc cũng được chú trọng. Đối với việc tuyển dụng, những ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo luôn được đánh giá cao hơn vì 95% nhà tuyển dụng cho rằng trình độ tiếng Anh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, hiệu quả làm việc. Toàn cầu hóa, giao thoa văn hóa với các quốc gia trên thế giới, nước ta tiếp thu rất nhiều ngoại ngữ, đáng phải kể đến là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật. Trong hệ thống giáo dục phổ cập, tiếng Anh đang là ngoại ngữ bắt buộc được đưa vào chương trình giảng dạy từ năm lớp 3
đến lớp 12 và là một trong những môn thi không thể thiếu trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại các địa phương cũng như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhiều trường đại học cao đẳng hiện nay cũng đã tiến hành giảng dạy rất nhiều nội dung bằng tiếng Anh, cũng như có những quy định chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, phổ biến chính là tiếng Anh, cho các bạn sinh viên thi tốt nghiệp ra trường. Trong khi với chuẩn đầu vào, phương thức xét tuyển có sử dụng các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEIC, IELTS, TOEFL ngày càng trở nên phổ biến, giỏi tiếng Anh cơ hội thành công trong cuộc sống càng rộng mở. Em thì môn tiếng Anh này khá là cần thiết cho cả tương lai của bản thân mình, tại vì như mọi người có thể thấy thì là hiện tại thì tiếng Anh nó khá là phổ biến ở trên thế giới, thì khi mà em có thể có một cái kiến thức nhất định về bộ môn tiếng Anh thì nó sẽ mở ra một cái tương lai tươi sáng hơn cho em về cả mặt nghề nghiệp và kể cả mặt học tập. Khi mà em, nếu như mà em giỏi tiếng Anh thì em có thể đi du học nè, hoặc là gọi là phát triển hơn về mảng nghề nghiệp và về mảng học tập của bản thân. Tiếng Anh mở ra tương lai tươi sáng về mặt nghề nghiệp. Suy nghĩ trên hẳn đúng, bởi trong môi trường các doanh nghiệp, ngôn ngữ chung nhất và được cho là quan trọng nhất, rõ ràng vẫn là tiếng Anh. Thêm nữa, công việc có chất lượng cao đòi hỏi người lao động cần có khả năng hiểu và có thể giao tiếp được tiếng Anh. Do đó, khi phỏng vấn để làm việc trong nhiều ngành nghề, kỹ năng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, là một yếu tố rất quan trọng. Các nhà tuyển dụng, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc có giao dịch với đối tác nước ngoài, thường tìm kiếm những ứng viên có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Vì điều này chứng tỏ ứng viên có thể làm việc hiệu quả với khách hàng quốc tế và đáp ứng các yêu cầu của công việc. Những ứng viên có khả năng nói tiếng Anh lưu loát không chỉ có lợi thế hơn trong việc được tuyển dụng và có thể nhận được những cơ hội nghề nghiệp tốt hơn, bởi trong xu hướng hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cùng với tay nghề giỏi, thì trình độ ngoại ngữ được xem là yếu tố cần thiết giúp người lao động nâng cao giá trị bản thân, đáp ứng yêu cầu công việc, góp phần nâng cao giá trị lao động sản xuất. Chắc chắn ngoại ngữ, đặc biệt là các cái vấn đề về kỹ năng ngôn ngữ nói chung, ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp đều rất là quan trọng đối với cái việc tuyển dụng và sử dụng người lao động, đặc biệt đối với công ty như công ty trách nhiệm hữu hạn Va Vũng Tàu, là một công ty ở nước ngoài thì làm việc thì đa phần các đối tác là người nước ngoài, và trong công việc thì tiếng Anh và ngoại ngữ là được sử dụng toàn bộ trong tất cả các loại tài liệu và các loại hình giao tiếp. Cho nên là ngoại ngữ là gần như là đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Va Vũng Tàu là cái yêu cầu bắt buộc, chứ không phải là lợi thế duy nhất mà là bắt buộc phải có. Về cơ bản thì từng cái vị trí sẽ có yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên, những cái yêu cầu tối thiểu của ngành nhà hàng khách sạn là phải có ngoại hình sáng. Ưu tiên các bạn có ngoại hình sáng, vui vẻ, có chiều cao và có giọng nói tốt. Đó là những cái điều kiện cơ bản nhất. Tuy nhiên, trong từng vị trí khác nhau thì tính chất công việc của từng bộ phận sẽ có yêu cầu khác nhau về vị trí đó. Ví dụ như lễ tân thì bắt buộc là sẽ phải biết giao tiếp bằng tiếng Anh và ưu tiên ngoại ngữ 2 nếu có. Và ngoài ra thì đối với các vị trí khác như là buồng phòng chẳng hạn thì bắt buộc phải có nghiệp vụ buồng phòng, phải được đào tạo nghiệp vụ và biết tiếng Anh giao tiếp cơ bản và chuyên ngành của buồng phòng. Tất cả các khách hàng đối tác, thậm chí là Việt Nam hoặc là các đối tác inbound thì bắt buộc phải sử dụng tiếng Anh. Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc biết và sử dụng thành thạo được ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh trong giao tiếp, là việc ngày càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Hàng năm, lượng sinh viên ra trường chật vật tìm việc làm vì năng lực tiếng Anh không đảm bảo đang chiếm số lượng không nhỏ. Tiếng Anh kém cũng là rào cản làm cho nhân sự Việt thiếu tự tin trên tiến trình hội nhập. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, so với các quốc gia ASEAN, trình độ tiếng Anh của Việt Nam hiện đứng sau Singapore, Malaysia, Philippines và Brunei. Đội ngũ nhân sự đến từ các quốc gia trên sẽ chiếm ưu thế nhờ khả năng tiếng Anh tốt và phong cách làm việc quốc tế. Thậm chí, ngay tại thị trường Việt Nam, nếu không trang bị cho mình vốn tiếng Anh tốt, nhiều bạn trẻ có khả năng thua trên sân nhà. Trong xu thế cạnh tranh nhân lực hiện nay, năng lực ngoại ngữ của người lao động là lợi thế rất quan trọng. Vừa rồi là thời gian dành cho chuyên mục hướng nghiệp cho tương lai, chương trình do Sở Giáo dục và Đào tạo và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.